thất bại là do anh tắc trách trong khâu quản lý. Như vậy thì hậu quả anh phải tự gánh vác. Cái nhà của ba mẹ tôi để lại cũng đã bay đi để anh giải quyết rồi. Tiền bạc dùng hộ thân của dì tôi cũng đã bù đắp cho sự tắc trách của anh. Chưa đủ sao?